Bạn sẽ để tay phải ngang với cái phần hông của mình. Thế ạ. Rồi và từ từ hít vào. Bạn nâng tay trái, nâng tay trái, từ tay trái kéo qua tay phải. Thế, nâng lên mặt nhìn qua bên phải. Và thở ra, bạn hạ tay xuống. Hai, hít vào. Thật chậm rãi. Bạn xoay chuyển động, thở ra. Bạn hạ tay xuống. Ba, hít vào. Thở ra, thật chậm rãi nha bạn. Bốn, hít vào. Thở ra. Năm, hít vào thật sâu. Thở ra. Sáu, hít vào. Thở ra. Bảy, hít. Thở ra. Bạn có thể nhắm mắt lại để tránh chóng mặt. Tám, hít vào. Thở ra. Và từ từ bạn hít vào và nâng cơ thể lên, nhẹ nhàng thoát tay trái đặt ngang với cái phần hông bên trái. Tay phải của bạn đặt lên trên phần đầu gối của bên phải. Từ từ hít vào. Thở ra. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít sâu. Thở ra. Bốn, hít vào. Thở ra. Năm, hít vào. Thở ra. Sáu, hít. Thở ra. Bảy, hít vào. Và thở ra. Từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay lên. Thở ra. Chắp hai tay trước ngực. Thở hết, thở hết. Sau đó hít vào, dang hai tay sang ngang. Thở ra. Hạ tay xuống, đặt trên đầu gối, cong lưng ra sau. Hít vào. Thở ra. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít. Thở ra. Năm, hít vào. Thở ra. Sáu, hít vào. Thở ra. Bảy, hít vào. Thở ra. Tám, hít vào. Thở ra. Chín, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối, mười, hít vào. Và thở ra. Thở hết. Sau đó hít vào. Bạn đưa cơ thể về vị trí ban đầu và thở ra. Thả lỏng cho khuôn mặt, thả lỏng cho hai vai. Chúng ta tiếp tục tới phần chân của mình. Xin mời bạn. Bạn co chân phải lại. Rồi từ từ bạn nâng chân trái, tay trái đặt lên trên đầu gối và tay phải nắm lấy bàn chân. Thế và từ từ hít vào. Bạn xoay qua trái. Một, bạn hít thở đều. Hai, siết chặt cái vùng cơ hông lại. Ba, bốn, hít thở đều nha bạn. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Từ từ thở ra. Bạn hạ chân xuống. Rồi chúng ta đổi bên. Bạn co chân trái, tay trái
nắm lấy bàn chân phải và tay phải đặt lên trên đầu gối, từ từ bạn xoay. Hít thở đều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Duỗi thẳng chân, rồi nhẹ nhàng bạn hạ chân xuống, thả lỏng. Tiếp tục, chúng ta co hai chân lại. Thế và từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên. Bạn lưu ý khoảng cách gót chân đến mông khoảng 30 cm. Vươn hai tay lên, giãn duỗi cho cột sống. Thở ra, bạn vặn mình qua bên phải, đưa tay phải sâu ra phía mông bên phải. Hít vào, nâng vươn hai tay và cơ thể. Thở ra, bạn quay vặn mình qua bên trái, tay trái lúc này sẽ đẩy sâu sang mông bên trái. Hít vào, nâng vươn hai tay lên. Thở ra, tiếp tục quay vặn qua bên phải. Hít vào, nâng vươn tay lên. Thở ra, từ từ vặn qua bên trái. Rồi hít vào, nâng vươn tay lên. Thở ra, bạn mở đầu gối, rồi hạ tay đặt lên trên phần đầu gối, sau đó hít vào. Bạn đẩy người về phía trước, thở ra, bạn lại cong lưng ra sau. Tiếp tục, hít vào, thở ra, 3, hít vào, thở ra, cảm nhận sự giãn mềm của vùng cơ hông, 4, hít vào, thở ra, nhịp cuối, hít vào và thở ra, sau đó hít. Bạn nâng cơ thể lên, rồi thở ra, thả lỏng. Bạn duỗi dài hai chân, hai tay đưa về phía trước, từ từ ngả tay ra sau, hít vào thật sâu. Bạn đẩy người về phía trước, thở ra, bạn ngả ra sau, ai hít vào, thở ra, xoay tròn sang bên phải, 3, hít, thở, 4, hít, thở, 5, hít, thở, 6, hít, thở, 7, hít, thở, 8, hít, thở, 9, hít, thở, và 10, hít vào, thở ra, bạn xoay ngược trở lại, hít, thở, 2, hít, thở, 3, hít, thở, 4, hít, thở, 5, hít, thở, 6, hít vào, thở ra, 7, hít, thở, 8, hít vào, thở ra, 9, hít, thở, và 10, hít vào, thở ra, từ từ hít, đưa tay về phía trước, thở ra, gập người xuống, 2, hít vào, thở ra, gập sâu cơ thể xuống sát đùi hơn nữa. 3, hít vào. Thở ra. 4, hít. Thở. Nhịp cuối 5, hít vào. Thở ra. Gập người xuống, nhấn chán gối sát nhau, hít thở đều. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít bụng phình lên, thở từ từ xẹp xuống, sau đó hít, nâng vươn tay và cơ thể lên, thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng, từ từ đẩy người cơ thể lên trên phía đầu của thảm, rồi bạn co chân phải lại, bạn duỗi dài chân trái ra sau, nhấn toàn bộ vùng bắp đùi trên xuống, toàn bộ vùng bắp đùi trên,
thế và hai tay của bạn chống về phía trước. Hít vào. Bạn nâng cơ thể lên, thở ra. Hạ gình hạ trán xuống. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít. Thở. Bốn, hít. Thở. Năm, hít. Thở. Và từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên nhẹ nhàng, đẩy thật căng lồng ngực, vươn cánh tay của bên phải, rồi tay trái. Bạn trượt ra phía sau bắp chân, ngón trỏ và ngón cái của tay phải chạm nhau, bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hít bụng phình lên, thở ra, từ từ hít vào, thở ra. Nhẹ nhàng bạn hạ tay xuống vị trí ban đầu, sau đó hít vào, bạn gập chân trái lên, gập chân trái, hai tay với ra phía sau, cổ chân nâng đẩy lồng ngực. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Cảm nhận lồng ngực đang được giãn căng và tạo sức ép cho vùng thắt lưng, các huyệt đạo ở dọc thắt lưng. Thở ra, xẹp xuống. Rồi từ từ, bạn thoát tay, hạ chân xuống vị trí ban đầu. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa thả lỏng trán xuống dưới sàn, sau đó hít. Bạn nâng cơ thể lên, thở, thả lỏng và nhẹ nhàng bạn co chân trái lên. Co chân trái, rồi từ từ bạn duỗi dài chân phải ra sau. Ngửa lòng bàn chân úp toàn bộ vùng đùi phải xuống dưới sàn, toàn bộ vùng đùi phải xuống dưới sàn. Thế, và nhẹ nhàng hai tay của bạn đặt chống ngang hai bên. Hít vào thật sâu. Bạn chống thẳng cánh tay, nâng lồng ngực lên, thở ra, đẩy người xuống. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối năm, hít vào. Thở ra. Rồi từ từ hít. Bạn nâng cơ thể lên, nâng vươn cánh tay của bên trái, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, rồi thở ra, đưa tay phải trượt dài lên bắp chân của bên phải, mắt nhìn xuống bắp chân. Bạn giữ đây, hít thở đều. Hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hít vào. Thở ra. Sau đó hít. Bạn nâng cơ thể lên, thở ra. Bạn hạ tay xuống vị trí ban đầu, thở hết. Rồi nhẹ nhàng, bạn gập chân phải lên, hít vào. Nâng cơ thể, vòng hai tay ra sau, nắm lấy vùng bắp chân và cổ chân của bên phải. Đẩy căng lồng ngực, bạn giữ hít thở đều. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên. Thở ra. Rồi từ từ, bạn hạ chân xuống vị trí ban đầu. Hít vào. Thở ra. Hạ trán, tha trán xuống dưới sàn. Sau đó hít vào. Bạn nâng cơ thể lên, chống đầu gối, rồi bạn rút chân trái ra sau. Rút chân trái ra sau. Đẩy cái vùng hông lên, tư thế chuẩn bị giống như của con mèo. Sau đó, hít vào, bạn võng lưng xuống. Thở ra. Bạn cong cao lưng lên. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào thật sâu. Thở ra.
4, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối 5, hít vào. Rồi thở ra. Cong lưng là 6, thở hết. Rồi nhẹ nhàng hít vào. Đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Thở ra, thả lỏng. Rồi từ từ bạn hít vào. Bạn duỗi chân phải sang ngang với cả phần đầu gối. Rồi nhẹ nhàng nâng vươn tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn đan hai tay ra sau lưng của bạn, úp chặt lòng bàn tay. Rồi từ từ cúi trán chạm sát xuống dưới sàn. Nâng cao hai cánh tay lên, hai, hít vào. Bạn lại nâng vươn tay lên, thở ra, từ từ vòng ra sau, đan tay lại và hạ trán xuống. Nhịp ba, hít vào. Nâng vươn tay lên thật chậm rãi, thở ra, từ từ đan tay cúi gập trán xuống. Bốn, hít vào thật sâu, vươn tay lên, thở ra, vòng tay ra sau, đan tay lại, nhấn trán chạm xuống dưới sàn. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng vươn tay lên, thế và thở ra, từ từ bạn gập người xuống, nhấn trán xuống. Bạn giữ ở đây, hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra từ từ, sau đó hít. Bạn nâng vươn hai tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Từ từ, bạn rút chân phải và chống hai tay trở lại vị trí ban đầu. Sau đó, bạn mở chân trái sang ngang. Úp bàn chân xuống sao cho đầu gối và gót chân thẳng hàng nhau. Tiếp tục, hít vào, nâng vươn hai tay và cơ thể lên, thở ra. Bạn đưa hai tay ra sau, đan lại, đồng thời cúi gập đầu xuống, trán đầu chạm xuống dưới sàn, hai cánh tay nâng thật cao lên, hai, hít vào, nâng vươn tay lên, thở ra, vòng tay ra sau, đan tay lại, ép trán xuống, ba, hít vào, vươn tay lên, thở ra, vòng tay ra sau, nhấn trán chạm sát xuống dưới sàn. 4, hít vào, thở ra. Nhịp cuối, hít vào thật sâu, nâng vươn tay lên, thở ra, bạn vòng tay ra sau, ép trán chạm xuống dưới sàn. Giữ đây và hít thở đều. Khi giữ bạn nhớ đẩy mông cao lên. Hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Từ từ hít vào. Bạn nâng vươn hai tay và cơ thể lên. Thở nhẹ nhàng, bạn hạ tay xuống. Đồng thời rút chân trái trở về vị trí ban đầu. Vươn hai tay và thở ra, lùi mông ra sau, thả lỏng tay vai, thư giãn thả lỏng ở tư thế em bé. Hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hít bụng phình lên, thở xẹp. Sau đó hít, bạn nâng cơ thể lên, hai tay bạn vẫn chống khuỷu tay xuống, nhấc mông lên, chống mũi chân mở rộng bằng vai, rồi vươn mặt thẳng lên, hít vào, bạn nhấc chân phải lên, kéo căng gót chân, thế, và thở ra, bẻ ra phía sau, mắt nhìn theo chân, hai, hít vào, thở ra, ba, hít, thở ra, bẻ ra sau, bạn giữ hít thở đều 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, nâng chân thẳng lên, thở ra. Bạn hạ chân xuống, rồi chúng ta đổi bên. Từ từ hít vào, bạn nâng thẳng chân trái lên,
nâng thẳng kéo căng gót, thở ra, bạn bẻ vặn sang phải, mắt quay nhìn theo chân. Hai hít vào. Thở ra. Ba hít. Thở ra, giữ hít thở đều 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, nâng thẳng chân lên và thở ra. Bạn hạ chân xuống, rồi nhẹ nhàng lùi cơ thể ra sau. Chống mũi chân, mở đầu gối sang hai bên, hít vào. Thở ra. Sau đó hít vào, đẩy người về phía trước. Thở ra. Chúng ta lại lùi ra sau. Hai hít vào. Thở ra. Ba hít. Thở. Bốn hít vào. Thở ra. Nhịp cuối hít vào. Rồi từ từ thở ra. Thở hết. Nhẹ nhàng hít. Nâng cơ thể lên. Thở ra. Hạ đầu gối trở về vị trí ban đầu. Điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu. Thở ra. Rồi từ từ hít vào thật sâu. Bạn nhẹ nhàng bước chân phải lên. Nhấn cái gót chân của bên phải xuống. Rồi từ từ bạn trượt dài chân phải về phía trước. Sau đó duỗi nhẹ chân trái ra phía sau. Hít vào, bạn nâng cơ thể lên. Thở ra. Từ từ nhấn trán xuống. Hai hít vào. Thở ra. Ba hít vào. Thở ra. Bốn hít. Thở. Nhịp cuối năm hít vào. Thở ra. Bạn nhấn trán xuống. Sau đó hít. Nâng cơ thể lên. Thở, bạn trượt dài chân phải về phía trước. Rồi nhấn phần đùi xuống. Giữ ở đây. Hít thở đều. Hãy hít vào thật sâu. Thở ra từ từ. Sau đó hít vào. Và thở ra. Bạn hạ tay xuống. Chống đầu gối chân của bên trái. Từ từ rút chân phải ra sau. Chống đầu gối trở về vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục đổi bên, hít vào, bạn rút chân trái lên, hạ gót chân và từ từ trượt dài chân trái về phía trước, duỗi chân phải ra phía sau. Sau đó chống tay nâng cơ thể, hít vào thật sâu, thở ra. Bạn nhấn trán sát gối, hai hít vào, thở ra, ba hít vào. Thở ra. Bốn hít vào thật sâu. Thở ra. Ép trán xuống. Nhịp cuối năm hít vào. Thở ra. Rồi từ từ hít. Bạn nâng cơ thể lên. Sau đó tiếp tục trượt dài chân phải. Và nhấn ép chân trái xuống. Bạn giữ ở đây. Hít thở đều. Hít vào thật sâu. Rồi thở ra từ từ, sau đó hít vào, rồi thở ra, nhẹ nhàng chống tay xuống, rồi rút chân trái ra sau, trở về tư thế ban đầu, hít vào, thở ra, lùi mông ra sau, hạ trán xuống, thư giãn ở tư thế êm bé, sau đó nhẹ nhàng hít, bạn cuộn từng đốt, từng đốt. Từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, bạn nâng thẳng cơ thể, rồi từ từ hạ mông sang bên phải, duỗi dài hai chân về phía trước. Duỗi dài hai chân về phía trước, thế, và nhẹ nhàng nằm xuống.
gập cằm sát về phía ức, sau đó hít vào. Bạn nâng chân lên, bật mông, hai tay đỡ lấy thắt lưng, dựng thẳng hai chân lên, tư thế vai đứng. Bạn giữ ở đây, hít thở đều, đẩy thật căng phần hông. Thế, và hít vào thật sâu, thở ra, bạn gập chân xuống, ngón chân hướng về phía đầu. Hai, hít vào, tiếp tục nâng thẳng chân lên, thở ra, bạn nhẹ nhàng hạ chân qua đầu. Ba, hít vào, thở ra. Chúng ta tập 5 lần như vậy. 4, hít vào, thở ra. Nhịp cuối, hít vào, thở ra. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Sau đó hít vào, thở ra. Từ từ hít, bạn nâng thẳng hai chân lên, giữ, tiếp tục hít thở, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Nhẹ nhàng co chân lại sát về phía trán, thở ra, từ từ hạ mềm từng đốt sống xuống. Hai đầu gối thả vào nhau, hai tay ôm vòng quanh rốn. Bạn nhắm mắt lại, chúng ta điều hòa hơi thở bằng bài tập thở 3 phần, tăng năng lượng sống và nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể. Gập cằm xuống, hãy hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, thở ra, bạn xẹp bụng lại, xẹp sát bụng xuống, hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát bụng xuống, hít vào thật sâu, phình căng bụng lên, thở ra, bạn xẹp bụng xuống, hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại, hít vào thật sâu, phình căng bụng lên, thở ra, siết chặt bụng xuống, siết sâu xuống, từ từ duỗi thẳng hai chân, ngửa lòng bàn tay, gập cằm xuống. Chúng ta thư giãn kết thúc buổi tập. Bạn hãy nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, thả lỏng các khớp, thả lỏng các cơ, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hít vào thật sâu, để thể xác và tinh thần được thư giãn. Thở ra thật chậm, thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Cảm nhận sự thư giãn đang thư giãn cho các ngón chân, bàn chân, cổ chân, bắp chân, đầu gối, bắp đùi. Sau đó di chuyển lên mông, bụng và các cơ quan nội tạng, mạch máu. Các cơ quan nội tiết đều được mở ra. Tất cả các tạp chất trong cơ thể được đẩy lùi và thư giãn. Hít vào thật sâu, để đưa nguồn năng lượng và làn sóng thư giãn đến các đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, rồi truyền lên hai vai. Hãy dùng trái tim truyền sự an lành qua từng hơi thở. Các cơ bên trong cơ thể đang thư giãn. Bộ não đang thư giãn.
các tế bào khắp trên cơ thể đang sáng dần lên. Cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, nghiêng đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm. Bạn hãy khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn duỗi thật dài cho cơ thể, từ từ nâng bật cơ thể ngồi dậy.